chào quý vị và các bạn. Cảnh báo mưa dông vẫn là thời tiết cần chú ý ở nhiều khu vực trên cả nước. Dự báo từ chiều tối và đêm nay 18 tháng 5, Bắc Bộ sẽ tiếp tục xảy ra mưa rào và dông. Lượng mưa trung bình từ 20 đến 40mm, có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông, cảnh báo nguy hiểm như là lốc sét, gió giật có thể xảy ra. Dự báo xa hơn từ chiều tối ngày mai 19 tháng 5 cho đến sáng ngày 20 tháng 5, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to trên diện rộng, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70mm, có nơi trên 120mm. Do mưa lớn dồn dập, nguy cơ cao xảy ra các thiên tai như là sạt lở, lũ quét và ngập úng, quý vị cần hết sức chủ động đề phòng. Tương tự, chiều và tối nay ở vùng núi phía Tây của khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng xảy ra mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Còn trưa chiều nay, khu vực Bắc Bộ có nắng mây đan xen với mức nhiệt cao nhất ngày, tăng lên ngưỡng từ 31 đến 33 độ. Do độ ẩm không khí cao nên sẽ khá oi bức. Nằm trong xu thế thời tiết của khu vực thủ đô Hà Nội, trưa chiều nay lúc nắng lúc mưa, mức nhiệt cao nhất vào khoảng 31 đến 32 độ. Về đêm, khả năng mưa dông sẽ xuất hiện, nhiệt độ giảm còn từ 26 đến 27 độ. Ở Trung Bộ, do những cơn mưa dông lui về chiều tối, nên trong ngày trời vẫn có nắng với nhiệt độ cao nhất. Trên khu vực dao động quanh ngưỡng là 32 đến 34 độ, có nơi cao hơn nhưng mà không còn nơi nào xảy ra nắng nóng. Thành phố biển Đà Nẵng, trưa chiều nay trời cũng có nắng gián đoạn với mức nhiệt cao nhất ở khoảng 33 đến 34 độ. Nhưng về chiều tối, mưa dông gia tăng, cần đề phòng với dông, lốc sét và gió giật trong mưa. Ở phía Nam, Tây Nguyên, miền Tây Nam Bộ hôm nay tiếp tục nắng từ sớm với mức nhiệt cao 32 đến 34 độ. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt là từ 35 đến 36 độ. Thành phố Hồ Chí Minh cũng là một trong những điểm nhiệt cao nhất trưa nay, mức nhiệt có thể chạm ngưỡng nắng nóng. Tuy nhiên từ sau 15 giờ mây dông sẽ lại phát triển và gây mưa, đề phòng với dông sét, gió giật mạnh đi kèm. Kết lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại.